Ok, chào anh chị nha. À, chào anh chị quay trở lại với kênh công nghệ ngày nay nha. Thì hôm nay là thứ thôi, hôm nay cứ lên clip thôi, hôm nay không có thứ nữa anh chị. Đó, anh em lên clip bán hàng nha. Rồi. Đây, bên em là địa chỉ bên em là số 01 Mai Xuân Thưởng nha, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định này. Anh chị nào gần thì có thể tới mua trực tiếp nha. Đó, còn anh chị ở xa thì mình mua hình thức cặp. Cặp thì cặp cạc Viettel 100, hàng Mobi 100, em sẽ chuyển máy cho anh chị nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán phần còn lại cộng vào tiền ship nhé. Còn anh chị nào mà cặp hình thức chuyển khoản thì em miễn ship. Còn anh chị nào mà tin tưởng mà anh chị khách cũ ấy, khách cũ khách quen ấy, đã mua của em rồi ấy, tin tưởng mà chuyển khoản mua thêm ấy, cứ chuyển khoản đủ cho em thì em sẽ có một cái giá rất là ưu đãi cho anh chị nha. Rồi đây, giờ em giới thiệu máy nha. Thì giờ đầu tiên cảm ơn anh chị nữa, cảm ơn anh chị đã ủng hộ trong thời gian qua. Với lại bữa nay dịch ấy, nó cũng tình hình nó cũng chưa ổn anh chị, cho nên đi nó cũng hơi lâu lắm. Có những chỗ những đơn vị không thể giao được thì em chỉ giao bưu điện thôi, mà giao bưu điện thì truyền thống hồi giờ thì đi nó nhanh, nó lâu. Còn đi được qua giao hàng tiết kiệm thì nó đi rất là nhanh đó anh chị, nhưng mà chỗ nào giao không được thì em mới giao bưu điện thôi. Rồi, à, là iPhone 5 nha. iPhone 5 thì em còn được 4 cây này, 4 cây iPhone 5. iPhone 5 thì con này ngoại hình của nó là đẹp, con 98% nha anh chị. Đấy, máy còn rất là đẹp luôn, màu bạc nha. Đây, màu bạc. Máy rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó. Ngoại hình sáng đẹp nha. Thì con này thì hiện tại thì em đang bán giá là 900 ngàn nha. 900 ngàn. iPhone 5 16GB nha, iPhone 5 16GB máy riêng nha, máy 900 ngàn. Rồi, màu bạc hết. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo là con Samsung Galaxy S10. Con này là Samsung Galaxy S10 này, màu cam nha. Máy đẹp khoảng 97% nha, do nó bị một cái cắn ngay dưới xương ở đây. Đây này anh chị ha, bị mỗi cắn đây. Rồi, thì con này nói chung là men zin màng zin nha anh chị. À, vỏ thì thay rồi, đó, vỏ thì thay rồi, vỏ cam này. Nhưng mà thay rất là đẹp ha. Đây, bị đây chút xíu với lại bị cắn ở xương này, cho nên con này nó rẻ hơn. Đó, con này thì con này giá em bán ship code đấy là 5 triệu 2 nha. Giá em bán ship code con này là 5 triệu 2 nha. Còn anh chị nào mà khách cũ mà mua ấy, thì em giảm luôn 200 là còn lại 5 triệu chẵn nha. S10 nha, con này thì cấu hình nó khá là cao. À, thì em còn hai con nha, con màu 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 trắng này, trắng đục này, với lại con màu cam. Thì hai con này như nhau, con màu trắng đẹp hơn chút thì vẫn giá đó nha. Mua online thì 5 triệu 3, chuyển khoản mà đủ thì giá 5 triệu, giảm 300. Rồi, con này thì cấu hình nó là RAM 8 nha, bộ nhớ trong là 128GB. Rồi, một camera trước. Nói chung cái dòng này là con này đẹp không ám ố gì luôn nha anh chị, nó rất là đẹp luôn. Và cấu hình khá là cao, rồi nó hàng xách tay Hàn Quốc một sim nha. Đó, màn hình là màn hình 2K cộng, đi mua nick 2K cộng này, màn hình rất là sáng mịn luôn. Đây, con này thì anh chị mua là máy phụ khá là ok nha, máy chính luôn á, nhỏ gọn. Rồi, chuyển khoản đủ là 5 triệu nha anh chị. Rồi, tiếp theo là con này là con iPhone 6S nha. 6S máy lock fit quốc tế rồi, gắn sim cho xài thôi, 16GB, mắt quăng tay, giá 1 triệu 650 ngàn. 6S, máy lock, đã fit quốc tế rồi, gắn sim cho xài thôi, mắt quăng tay, giá 1 triệu 650 ngàn. Rồi tiếp theo là XS này. Đây, XS thì con này là một con máy zin nha anh chị, máy zin 64GB nha. Máy zin 64GB. Con này là bản Mỹ nha. Bản Mỹ này, pin nó là pin 98% luôn này. Rồi, thì con này mặt trước ok hết, chỉ mặt sau nó bị xước một đường nhỏ từ đây thôi anh chị. Đây nè. Đó, một vết xước này thôi. Còn lại là ok hết nha. Giá em bán là 58 triệu rưỡi nha. Còn anh chị nào tin tưởng mà chuyển khoản đủ á, thì hoặc là tiền mặt đủ á, tới tiệm lấy á, thì bán giá là 8 triệu nha, giảm cho anh chị 500 ngàn luôn. Nói chung là xa lấy vốn anh chị. Còn anh chị nào mua ship code thì giá là 8 triệu rưỡi nha. XS này, này thì xài được hai sim. Anh chị mua iPhone X thì cũng tầm 7 triệu rưỡi rồi, thêm 500 ngàn hay là thêm 7-800 ngàn lấy iPhone XS mình xài được hai sim nha. Đó, rồi ok. À, tiếp theo là con 8 Bluetooth này, 8 Bluetooth 64GB, cái full vân đầy đủ chức năng hết, pin thì pin thay mới 100,
mã Mỹ 64 GB, pin thay mới 100. Đó, con này thì em đang bán giá 6 triệu tư nha, 6 triệu tư này, 6 triệu tư rồi. Ok, tiếp theo đây là con 8 Plus. Con này thì nó mất vân tay anh chị, con này mất vân tay nha, lúc lúc không vật lý thì vẫn xài được này, xài bình thường mà nó mất vân tay thôi. Đó, con này thì cũng full chức năng này, mất vân tay đó. Pin này, pin con này là 89% nha, pin 89 nha anh chị. 8 Plus 64 GB, đó, 64 GB rồi. Rồi con này thì em bán giá 5 triệu nha. Đây 5 triệu này, máy quốc tế nha anh chị, mắc bằng tay thôi 5 triệu. Rồi con này là con này là 7 Plus nha, 7 Plus mã VN này. Đó, 7 Plus mã VN, mã VN nha anh chị, máy đẹp nha, đẹp 99 luôn. Pin này, pin còn khá là cao. Đó, pin 92 luôn à, pin khá là cao nha, pin 92 nha. Rồi, 7 Plus của này mã VN nha, giá là 5 triệu mốt. Rồi, con này là con S10 Plus nha, S10 Plus, S10 Plus. Con này là bán Hàn Quốc một sim, cũng RAM 8, bộ nhớ là 128 GB. Đó, màn hình thì đẹp không ám ố nha, màn hình đẹp không ám ố, đây, màu xanh nha, màn hình đẹp không ám ố nha, màu xanh. S10 Plus RAM 8 mà nhớ 128 GB. Ok, con này thì em bán giá là 6 triệu 6 triệu rưỡi nha, anh chị nào chứng khoán là 6 triệu 3. Rồi đây là con iPhone 7 Plus màu hồng 32 GB, 32 GB. Đấy, con này là cũng con máy zin nha, còn vân tay luôn đó, còn vân tay là đủ này, 32 GB nha, mã pin 100, mã Mỹ. Rồi con này thì giá là 4 triệu rưỡi nha, anh chị nào chuyên con đủ thì em giảm xuống còn là 4 triệu 3 nha. Giảm 200.000. Rồi con này thì giá là 1 triệu 7 này, iPhone 6 Plus nha, iPhone 6 Plus do 6 nha, giá 1 triệu 7 này. Con này thì mất vân tay rồi, mất vân tay do 6, pin ok nha, con này pin khá là trâu này, pin 100 nha. Đấy, 16 GB mã Mỹ. Thì con này bán cho anh chị nào làm mấy phụ chơi game đồ ok nha, xài sim bình thường. Con này nó có lỗi nữa là thông báo Messenger nó không có thông báo nha anh chị. Ví dụ như có cuộc gọi đến là mình không có biết, mình chỉ cầm lên mở lên thì mình mới thấy, chứ nó không có báo nha. Cho nên là giá em bán thanh lý là 1 triệu 7 nha. Rồi và cuối cùng là con S21 Ultra nha, S21 Ultra 5G. Nói chung con này thì mình em lấy mới luôn, còn hộp luôn nha anh chị, lấy mới còn hộp luôn. Đó, còn siêu luôn đó. Con này là hàng, này là hàng, hàng này là hàng nhái nha, hàng tàu nha, do là nhiều nhiều anh chị đặt ấy. Hồi trước em lấy về chục cây mà do khách đặt nhiều quá cho nên là em lấy về chục cây em bán hết 7 cây rồi, giờ còn 3 cây thôi. Đây, cây này là cây S21 Ultra nha, máy rất là đẹp luôn anh chị. Đó, máy rất là đẹp luôn, và camera đều cũng ok lắm. Nói chung là nó không phải chính hãng nhưng mà mình xài là máy phụ thôi, nghe gọi hai sim, camera. Cái này là còn dán keo này, em chưa lột ra này, lột ra là nó đẹp. Đấy, chính hãng hai sim nha, quên, hàng hai sim nha anh chị, nghe gọi với lại coi YouTube này, mình chơi Zalo được luôn, máy đẹp luôn, máy dúng cũng là một so với chính hãng ấy. Đó, máy rất là đẹp luôn nha. Thì giá em bán là đợt trước là 2 triệu rưỡi nha. Đó, 2 triệu rưỡi, thì đợt này anh chị nào mua thì lại VM em sẽ giảm giá nha. Đây còn 3 con này xa luôn, S21 Ultra 5G nha, hàng Trung Quốc nha anh chị. Rồi rồi, cảm ơn anh chị nha, và hẹn gặp lại anh chị video sau nhé. Hôm nay thì em còn một ít hàng trung cấp với lại hàng cận cao cấp thôi, còn mấy hàng thấp thì em bán hết rồi, thì đang đợi hàng về nha anh chị. Rồi cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị video sau nhé, bye bye.